Hello, xin chào tất cả các tình yêu, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của Linh. Hôm nay thì Linh sẽ làm một video clip mà Q&A phần 2 mà Linh đã post lên Instagram của Linh cách đây một tuần. Thì Linh cũng nhận được không nhiều câu hỏi lắm, bởi vì phải hiểu sao đợt này Linh ít dùng Instagram, thế nên là tương tác trên đấy cũng ít hơn ấy, thế nên là mọi người cũng không hỏi nhiều, gọi là không nhiều, nhưng mà Linh cũng có đến khoảng tầm 20 câu hỏi. Thì sau đây thì Linh sẽ xin đọc từ trên xuống dưới và trả lời tất cả những câu hỏi của mọi người, không giấu giếm gì, nói chung là mọi chủ đề, mọi topic Linh sẽ được trả lời hết. Rồi, câu đầu tiên mà Linh nhận được đó là của bạn là Pum Popo: có bao giờ anh Linh cười mà lại thấy đau chưa và tại sao? Đầu tiên đọc câu này anh tưởng bạn ấy hỏi là có bao giờ anh cười mà anh đau, bị đau miệng chưa, thì chắc là do nhiệt miệng hoặc là đau răng, nhưng đọc lại thì hóa ra là một câu hỏi sâu sắc hơn, đó là có khi nào mình cười mà mình lại cảm thấy đau trong lòng chưa. Thì anh có rồi, đó là cái khi mà những cái người mà mình yêu thương nhất, mình dành nhiều tình cảm, dành nhiều sự quan tâm chăm sóc nhất, và mình nghĩ rằng là không bao giờ họ làm những cái điều xấu xa với mình, nhưng lại họ lại làm cái điều xấu xa với mình, thì mình chỉ biết cười đấy, biết làm gì khác cả. Và lúc cười đấy là cái lúc cười mà cảm thấy rất là đau trong lòng, bởi vì mình kỳ vọng nhiều, mình đặt nhiều niềm tin vào đó, nhưng mà mình bị họ đối xử không ra gì cả. Đó là cái cảm giác mình phải trải qua. Tiếp theo là của bạn Đỗ Tiến Thịnh: công việc của anh hiện tại là gì và bao giờ lấy vợ? Công việc hiện tại của anh là quản lý đối tác bán hàng của Lazada trong ngành hàng sức khỏe và sắc đẹp, Health Beauty của Lazada. Thì đó, còn bao giờ lấy vợ chắc là cuối năm, nhưng chẳng biết cuối năm nào. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Xiao Mao: chiều cao thực sự của anh Linh là gì, là bao nhiêu và bao nhiêu tuổi thì chiều cao không phát triển nữa? Anh cao 1m70 và anh dừng cao năm lớp 9 hay sao ấy. Nhưng mà nó tùy thuộc vào mỗi người, vì là anh đọc ở đâu đó thì cái hormone sinh dục, hormone sinh trưởng gì đấy, tức là khi em dậy thì mà cơ thể em nó hoàn thiện về chức năng sinh sản, thì nó sẽ tiết ra cái chất để nó khóa, nó khóc lóc các cái khớp lại, không cao được nữa. Đó, thì tùy các em thôi. Có bao giờ các bạn cao rất sớm, có những bạn cao rất muộn, thì tùy vào dinh dưỡng và tập luyện. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Nghĩa: mấy lần đầu vào năm bao nhiêu tuổi? Chắc bạn hỏi về chắc lần đầu này chắc chỉ có lần đầu đúng không? Thì lần đầu của anh là sau khi học đại học về thì học master 2 năm, khoảng tầm 25 tuổi, nếu nhớ không nhầm. Lần đầu hơi trễ nhỉ. Tiếp theo là của bạn Ambin Bin: em nghe nói anh từng đi du học ở nước ngoài, sau khi trở lại Việt Nam tại sao anh quyết định làm ở Lazada thay vì công việc theo ngành học của anh đã chọn? Thì ở Việt Nam anh học kinh tế quốc dân, khoa kinh tế đầu tư, sang học ở thạc sĩ ở bên UK thì anh học về investment and finance, là học đầu tư và tài chính. Nhưng về Việt Nam anh lại làm quản lý đấy, về e-commerce, là kinh doanh online. Thì tại sao? Thì đơn giản là bởi vì là mình làm cái mình yêu thích thôi. Và anh cũng khuyên mọi người, vì anh nhớ cái hồi mà anh làm hồ sơ thi đại học ấy, là anh muốn thi vào trường, vào khoa quảng cáo cơ, nhưng mà ba mẹ bảo là con phải học đầu tư, bởi vì là ra thì kiếm việc dễ hơn. Thì anh đã quyết định và anh cảm thấy đúng thật là phí phạm thời mình học sinh viên và thời mình học master. Nên là anh luôn khuyên những bạn là sắp thi đại học cũng như là đang thi đại học, rằng là hãy lựa chọn cái gì mà mình yêu thích, thực sự cảm thấy yêu thích thì nên học, nên theo cái ngành đó. Bởi vì là cuối cùng thì em sẽ phải chịu trách nhiệm với cả cuộc sống của em, công việc của em. Thế nên là làm cái điều mình yêu thích thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với em phải làm nhiều em không yêu thích, đúng không? Đó, thế nên là hãy cố gắng là chọn cái ngành học mà mình yêu thích. Câu hỏi tiếp theo tiếp là của bạn Tino 17: anh Linh có người yêu chưa? Anh và Lạc Thiên bằng tuổi nhau chứ? Anh có dự định ở Sài Gòn sống không? Love you too. Anh Linh thì chưa có người yêu, và anh và Lạc Thiên thì anh hơn Lạc Thiên khá là nhiều tuổi, phải 5 tuổi hay 4 tuổi gì đấy. Và anh có dự định vào Sài Gòn sống không thì anh không có dự định đấy, bởi vì là mọi thứ của anh đều ở Hà Nội. Và anh yêu thích Hà Nội vì anh luôn thích có mùa đông, mùa nóng và mùa lạnh. Mặc dù bây giờ chỉ có giống mọi người bảo là Hà Nội có 4 mùa là xuân, lờ, thu, đông, thật mùa hè rất kinh khủng luôn. Còn vào Sài Gòn, anh rất thích vào Sài Gòn để chơi, để đi du lịch, để ăn uống, để đi nhậu, để đi các thứ, rất vui luôn. Và trong đấy thì cũng thoải mái hơn rất là nhiều ở Hà Nội. Tuy nhiên thì anh rất là lười thay đổi, thế nên là bảo là vào trong kia cần phải đi tìm công việc mới, rồi là tìm nhà để thuê, rồi thay đổi các thứ thói quen của mình, anh hơi lười, thế nên anh chưa có dự định. Tuy nhiên sau này mà có biến cố rồi bỏ xứ đi, chắc là phải sang vào Sài Gòn thôi. Tiếp đến là của một bạn là Xiao CIN thì không đọc tên bạn này: khi làm YouTube anh có áp lực gì không, động lực gì khi anh là một YouTuber Việt blog nam, beauty blogger nam vậy? Mong anh trả lời câu hỏi của anh, của em. Chúc anh thành công trên con đường YouTube. Khi làm YouTube thì anh có áp lực, đó là anh sẽ bị áp lực là phải luôn luôn thay đổi topic mới, rồi sản phẩm mới để mình review.
Bởi vì là có một thời gian anh đã từng làm một tuần 2 video và thực sự là stress bởi vì là có rất nhiều thứ phải làm mà mình vẫn đi làm full time của mình nữa, thế nên là áp lực kinh khủng luôn. Và động lực gì để anh trở thành một beauty blogger thì chỉ đơn giản là như anh nói với mọi người ấy, rằng là anh muốn chia sẻ cái trải nghiệm của mình cũng như cái hiểu biết của mình ít ỏi thôi, nhưng mà chia sẻ với mọi người để mọi người có thể chăm sóc da tốt hơn. Đó thì đấy chỉ là một cái xuất phát từ một cái động lực rất nhỏ nhoi là động cơ muốn chia sẻ thôi. Đó, và cảm ơn lời chúc của em. Tiếp theo là bạn Hiểu Minh 113. Hiện tại bây giờ thì YouTube beauty vẫn còn khá mới ở Việt Nam nhưng phần lớn là các bạn nữ. Để tránh bị nhạt nhẽo, anh sẽ làm cách nào để mọi người nhớ đến anh và thu hút video hơn? Em cảm ơn anh đã ra nhiều video cho các bạn nam. Mong anh trả lời câu hỏi của em. Thì đúng là ở Việt Nam mình thì các bạn beauty nữ, beauty blogger nữ rất là nổi tiếng và rất là thành công. Còn các bạn nam thì có nhưng không phải có nhiều chứ không phải là không có. Nhưng các bạn chưa được nổi tiếng bằng. Và các bạn, anh thấy thì có rất nhiều bạn làm về makeup rất là đẹp này. Có những bạn làm về thời trang, rồi làm về fashion, rồi street style rất là đẹp và rất nổi tiếng rồi. Còn làm về skincare như anh thì có vẻ hơi ít thật. Nhưng mà làm sao để anh tránh nhạt nhẽo và mọi người thu hút hơn thì thực sự là anh là chính mình thôi. Và mình xuất phát từ cái động lực là mình muốn chia sẻ với mọi người. Và cách mình chia sẻ thì gần gũi, các sản phẩm mình đưa ra thì nó vừa với tầm tiền mọi người, chứ không phải là những sản phẩm khó mua, đắt đỏ, cao cấp để mọi người không thể mua được. Thì không, anh lựa chọn những sản phẩm mà mọi người hoàn toàn có thể mua ở siêu thị này, có thể mua các shop sách tay đơn giản, rẻ tiền để có thể chăm sóc da tốt hơn. Thì đó là cái cách mà anh muốn tiếp cận với mọi người bằng cái sự gần gũi trong cách chia sẻ các sản phẩm, đơn giản vậy thôi. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Huân Nguyễn. Trời ơi, khi nào anh lấy vợ? Đấy, anh bảo rồi, cuối năm. Tiếp đấy bạn cũng hỏi luôn là anh Linh có uống vây tăng cơ không? Anh có nhưng anh đã định bỏ bởi vì là nó nhiều đường quá không tốt. Lạc Thiên, bao giờ rồi mình chưa sách? Lạc Thiên bất nhớ nhanh nhá. James Chick ngờ sao với anh to thế? Anh tập gym thôi, và bạn nào có điều kiện đi tập gym thì tập đủ những bài tập cho cơ ngực, để ngực trên, để ngực dưới, để ngực ngang, rồi kéo cáp, ép ngực một tuần vào tầm 2 buổi. Còn bạn nào mà không tập gym được thì ở nhà hít đất cho anh, ngày nào hít 300 cái, mỗi một lần 20 cái và cách nhau 1 phút, 1 tháng, 2 tháng, tức là các bạn ngực cũng to đùng. Tiếp đến là bạn Quang Huy 2991. Nhà có giường 2 tầng thì anh thích nằm tầng trên hay tầng dưới? Trong nhà mình có điều kiện ấy, mình có giường không cần phải giường tầng. Tội gì phải nằm tầng tầng đâu, nhưng nếu mà được chọn tầng trên hay tầng dưới, anh chọn tầng trên bởi vì là thứ nhất là anh không thích nằm dưới, vì các bạn ở trên bạn có làm gì thì bụi sẽ bay ở mặt mình, các bạn ấy xì hơi ở mặt mình, không thích. Rồi, tiếp đến là của bạn Duy Khánh. Anh hay mua quần áo ở đâu ạ? Anh hay mua các shop Việt Nam xuất khẩu ở Hà Nội, ví dụ như là Navi shop này, shop 345 này, 354 gì đấy, ở phố Huế này. Rồi ở hãng thì anh hay mua của Shopee. Tiếp đến là bạn Tiến Đạt 2007. Khi làm video đầu tiên trên YouTube anh có tâm trạng như thế nào? Và khi nào anh mới quyết định gắn bó với YouTube? Làm video đầu tiên anh rất là hồi hộp, bởi vì là anh không quen ngồi trước camera và nói là một, thứ hai là anh bị nói lắt, rồi anh bị nói luyến, rồi nói nhanh. Nên là mọi người có thể thấy rằng là những video đầu tiên của anh nó rất là chậm, từ tốn, chia sẻ rất là chậm. Bởi vì thứ nhất là sợ nói nhanh quá, luyến thẳng, mất chữ đúng không? Nhưng càng về sau thì bản chất ta nói nó càng lộ rõ ra và mình nói như một cái máy khâu. Bây giờ có khi video nó liền một mạch, không cần phải dừng, không cần phải cắt xén gì cả, thì đã lưu loát hơn rất là nhiều. Và đấy là một cái điều mà anh cảm thấy anh đã đạt được khi làm YouTube, đó là anh đã tự tin hơn trước ống kính và nói luyến thoáng, không sai, không vấp phát nào luôn. Rồi, tiếp đến là khi mà gắn bó với YouTube thì cũng phải tầm 5-10 video sau anh thấy anh nhận được cái sự quan tâm của mọi người, thì anh muốn là mọi người cũng cần mình, mình cũng cần mọi người, thì mình sẽ chia sẻ nhiều hơn, thế thôi. Tiếp đến là của bạn Hihi 15667. Chia tay người yêu thì làm gì sau đó để quên họ? Thì nói chung là chia tay người yêu ấy, nếu như mà em yêu thời gian ngắn vài ba tháng thì theo anh cái việc chia tay và quên nó sẽ không khó lắm đâu. Có thể các em sẽ ít kỷ niệm với nhau, thì cái việc em quên đi một người đơn giản lắm, em chỉ việc không nhìn thấy người ta nữa. Anh khuyên là hạn chế vào Facebook người ta này, hạn chế liên lạc, hạn chế nhìn thấy cái gì đến họ, và mình enjoy cuộc sống của mình bằng cách là gặp gỡ bạn bè, đi ăn, đi chơi, tìm những thú vui mới là sẽ quên được. Còn nếu như mà em đã yêu lâu rồi, vài năm, 3, 4, 5, 5 năm mà chia tay thì thực sự nó sẽ là một cú sốc rất là lớn, bởi vì là không chỉ là tình yêu đúng không, mà nó sẽ còn là cái sự gắn bó của cả hai người rất là dài nữa.
Và để mà quên được theo anh là mình cũng thế thôi, cũng hạn chế tiếp xúc, hạn chế nhìn thấy. Và có cái gì gắn kết giữa hai người thì nên cất đi, đừng vất, cất đi thôi. Cất đi để mình không nhìn thấy nữa. Rồi mình có thể tìm cái thú vui, học đàn, học nhạc cụ, vẽ vời, đi du lịch. Rồi là tập trung hơn vào công việc, cuộc sống, đối xử bản thân tốt hơn, làm đẹp các kiểu đó. Thì nói chung là cái gì nó cũng sẽ qua thôi, thời gian nó sẽ giúp em quên được mọi thứ. Và nhiều khi ấy là mình hãy lựa chọn rằng là mình buông bàn tay này, mình nắm ngay bàn tay khác là mình quên được ngay mà. Câu hỏi tiếp theo là giấy thấm dầu xài nhiều có tốt không anh? Nghe nó có chất ung thư thì mình cứ mua của hãng tử tế không sao đâu em ạ. Rồi dưỡng ẩm của bạn Giang Quang Manh. Dưỡng ẩm cho da dầu mụn tốt giá rẻ đi anh. Hiện tại thì anh thích cái bộ sản phẩm của Dr. Velmer của The Face Shop. Bộ này thì là bộ cho da khô. Nhưng em có thể mua cái dòng Clarifying thì nó là dành cho da dầu mụn và khá là tốt. Một bộ đủ 3 bộ sản phẩm tầm 1 triệu thôi là chăm sóc được cả năm rồi. Cuối cùng là một bạn nữa là Happy Đức hỏi là anh học English như thế nào. Anh học ngày xưa anh học cấp 1 nên anh chẳng biết gì tiếng Anh. Cấp 2 thì lớp 6 nó bị ngay một điểm 0 mà cuộc đời anh chưa được biết điểm 0 là gì. Thế nên là anh đã giả chữ ký của bố mẹ, nhưng mà một đứa con ngoan thì không dám làm như vậy. Sau khi giả chữ ký xong thì sợ quá mang cho ba và con xin lỗi ba kính cho con đi. Thế ba thấy bị điểm 0 nhưng mà sau đi học thêm tiếng Anh thì cấp 2 các em mà học tốt ngữ pháp rồi thì lên cấp 3 và đại học nó rất là nhàn. Và sau đấy các em chỉ cần trau dồi thêm về speaking và listening của mình thôi, và writing nữa, thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều bằng cách là nghe nhạc, xem phim, rồi trau dồi thêm nhiều. Rồi có cơ hội thì gặp các bạn Tây, rồi đi du lịch nước ngoài một chút xíu thôi là cái tiếng Anh của em nó sẽ phát triển rất là nhiều. Cuối cùng là của bạn Đờ Khải, nếu người yêu cũ vào quay lại thì anh sẽ trả lời như thế nào? Anh sẽ trả lời là bạn nghĩ bạn là ai vậy? Xin lỗi, bát nước bọt nổ đi là Linh không húp lại. Mình phải cứng như thế. Rồi, đó là toàn bộ những câu hỏi cho Q&A lần này. Và anh mong rằng, Linh mong rằng là với những gì mà Linh chia sẻ thì mọi người sẽ cảm thấy gần gũi hơn, hiểu hơn về Linh và sẽ càng ngày càng yêu quý Linh hơn. Và mong rằng mọi người sẽ like và subscribe video clip này. Cảm ơn tất cả mọi người.